Thưa quý vị, sáng nay sau khi cãi vã với vợ, một người đàn ông ở Bình Dương đã mở van bình gas rồi cố thủ trong nhà mẹ vợ suốt 3 tiếng đồng hồ, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp. Vụ việc xảy ra tại một con hẻm nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 7 giờ sáng, người dân quanh khu vực phát hiện trong căn nhà của mẹ vợ người đàn ông tên Phạm Ngọc Vinh, 34 tuổi, có tiếng la hét lớn và nồng nặc mùi ga phát ra từ đây. Nhiều người đã hô hoán mọi người xung quanh di tản và báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp cận hiện trường và kêu gọi người đàn ông ra ngoài. Tuy nhiên, người này không chịu ra ngoài hợp tác, vẫn mở van gas cố thủ trong nhà, bất chấp lời kêu gọi và khuyên can của người mẹ vợ. Một xe chữa cháy và xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã trực sẵn bên ngoài phòng khi có sự cố. Đến 10 giờ 30, công an phường Tân Bình đã phá cửa vào trong để tiếp cận người đàn ông. Người vợ cũng phải vào trong thì người này mới chịu ra ngoài. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, tiếp tục điều tra vụ việc.